con xin chào các bạn, cô chú anh chị nha. Hôm nay mình quay chia sẻ các bạn một cái con máy Nissan mới nhập về các bạn. Thì con Nissan một điểm lên 0.6 lên tới 100 mã lực rồi. Con máy này xưởng Nam Bon chuẩn bị cho lên cái con dàn máy cài một khúc đầu á. Máy lên về luôn các bạn, quá đẹp rồi. Cái dàn ống ti dầu, ống dầu của nó, ống bét dầu nó mới chốc các bạn, còn mấy màu nè. Hôm nay nhập về ba con các bạn, ba con, hai con dân ma là 4T112 và một con Nissan. Để mình quay xong cái con máy này, giờ mình đi ra ngoài quay cho các bạn xem hai con kia nha. Các bạn thấy thích thì nhớ cho cơ khí Nam Bon xin một đăng ký và một like và một chia sẻ nha. Một ngón tay chỉ lên là mình có động lực làm video tiếp theo. Các bạn thấy ốc áo nó chưa các bạn? Nè ốc nè, ốc còn bảy màu nè các bạn. Ốc bông gin nè. Đẹp cực kỳ luôn. Trên cái dàn máy cài chế con phúc đầu các bạn, và con này lên 100 mã lực nó xăng. Rồi để mình đi ra trước mình quay cho các bạn xem hai con máy kia nha. Đây các bạn, đây là hai con máy Yamaha 4T112 nè các bạn. Con máy này nó là trưởng đã có cái dự án là lên những cái đầu máy, những cái con máy bánh xích giặt, hoặc là những cái con máy cài con phúc đầu các bạn chạy mê phê. Rồi có khí cũng xin chúc các bạn ngày mới an lành bên gia đình và người thân nha. Mình cũng kết thúc video đây, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.